Mỗi nơi Central đi qua không chỉ đơn thuần là xây dựng những công trình mà còn kiến tạo nền tảng sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi phát triển và ghi dấu ấn trải dài khắp mọi miền tổ quốc. Central được vận hành lớn mạnh như ngày hôm nay chính bởi sự nỗ lực không ngừng nghỉ, khát khao và niềm tin mãnh liệt đã mang lại những giá trị bứt phá của đội ngũ con người Central. Là một trong những công ty tổng thầu xây dựng và MEP hàng đầu Việt Nam, Central là nơi làm việc tốt nhất cho các kỹ sư, là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư và đối tác. Năm 2022, Central vinh dự nhận giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á APEA 2022, top 4 công ty có môi trường làm việc tốt nhất ngành xây dựng kiến trúc, top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn Việt Nam, top 100 công ty có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam. Khát khao chinh phục, kiến tạo nên những kiến trúc vĩ đại và tỉ mỉ trong những chi tiết đơn giản nhất. Tất cả đều là những giá trị, nền tảng mà Central hướng đến ngay từ lúc khởi đầu thành lập. Chúng tôi tự hào góp phần trong việc phát triển đô thị, gắn liền với các mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội. Bước sang năm thứ 6, Central bước phá ngoạn mục với đa dạng các loại hình dự án trải dài khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Cùng với tốc độ phát triển dự án, lực lượng nhân sự hùng hậu, 1.100 cán bộ nhân viên, doanh thu năm 2022 lên đến 10.000 tỷ. Chúng tôi luôn kiên định xây dựng môi trường làm việc hướng đến người lao động để mỗi cán bộ nhân viên đều được làm việc trong môi trường được thương yêu, được tôn trọng, được giao việc, được hướng dẫn đào tạo và được ghi nhận kết quả làm việc. Các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ luôn được đẩy mạnh đến các cấp, từ kỹ thuật thi công đến huấn luyện an toàn, quản lý tài chính, thiết bị. Với toàn đào tạo và phát triển nhân sự là một trong những hoạt động quan trọng góp phần đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững của một tổ chức. Các chương trình đào tạo nhân sự giúp cho doanh nghiệp có được nguồn nhân lực, tài năng, chuyên môn cao, quản lý giỏi, có thể thích ứng được với những thay đổi liên tục của thị trường xây dựng, đáp ứng được những yêu cầu cao của công việc và thực hiện được những mục tiêu, chiến lược của công ty. Rất may mắn Toàn là một trong những thành viên Central từ những ngày đầu. Tôi được ban lãnh đạo công ty tạo điều kiện tham gia các khóa học đào tạo chất lượng cao, tham gia vào các môi trường làm việc chuyên nghiệp. Nhờ đó tôi học hỏi rất nhiều điều. Phải kể đến là được đào tạo bài bản trong môi trường quốc tế, tôi có cơ hội được nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm và tính chuyên nghiệp trong quản lý dự án. Thứ hai, tôi nhận thấy sự thích ứng công việc của mình ngày càng dễ dàng hơn, nâng cao sự hiểu biết của mình về công việc hiện tại và dễ dàng giao tiếp với đồng nghiệp cũng như là đối tác. Thứ ba, tôi có cái nhìn cũng như là tư duy mới trong công việc. Đây là tiền đề để nâng cao sự sáng tạo của mình. Tại công trường, chúng tôi ứng dụng công nghệ trong suốt quá trình thi công thông qua áp dụng các thiết bị, máy móc và biện pháp thi công kỹ thuật cao. Áp dụng công nghệ BIM vào lĩnh vực xây dựng và cơ điện, mô hình hóa trước khi thực thi và đưa ra các giải pháp thi công tối ưu, tính toán được chính xác khối lượng công việc và đồng bộ hóa kỹ thuật ba bộ môn, kết cấu, hoàn thiện, cơ điện và nội thất, mang đến giá trị tối ưu cho chủ đầu tư và đối tác. Central chủ động ứng dụng số hóa vào quản lý doanh nghiệp những năm qua. Hiện nay, toàn bộ dự án, phòng, ban đã sử dụng phần mềm ERP, đồng bộ dữ liệu, tất cả được tập trung trên iCloud, giúp tăng tốc độ và hiệu suất công việc lên rất nhiều. Trước đây mình cũng đã từng đi triển khai đào tạo và vận hành hệ thống cho một công ty thuộc top đầu trong ngành xây dựng, thì cách họ triển khai rất là khác công ty chúng ta. Họ triển khai từ 3 đến 5 dự án, rồi sau đó mới triển khai đến toàn bộ dự án. Nhưng mà đối với công ty Central chúng ta thì ban lãnh đạo quyết định vận hành toàn bộ hệ thống cho toàn bộ dự án và phòng ban. Và cái điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và họ là chúng ta chỉ sử dụng một hệ thống duy nhất thay vì là sử dụng nhiều hệ thống. Nhưng mà chúng ta lại áp dụng được cho nhiều phân hệ, từ phân hệ tài chính kế toán, phân hệ quản lý dự án, phân hệ mua bán hàng, hành chính nhân sự, quản lý kho. Và một điều đặc biệt là chúng ta có thể quản lý ngân sách trên hệ thống ERP. Cái điều tâm đắc nhất của Phước, hệ thống của Central đang là sử dụng công nghệ mới nhất, thể hiện được nhiều tính năng vượt trội về giao diện, về tốc độ xử lý và rất là phù hợp với tình hình phát triển của ngành xây dựng hiện nay. Thì khi triển khai hệ thống ERP cho công ty Central thì mình thấy là ban lãnh đạo công ty cùng toàn bộ cán bộ công nhân viên đều rất là quyết tâm để cải tiến, minh bạch số liệu và thông suốt số liệu từ phòng ban xuống dự án khi mà sử dụng hệ thống ERP.
Và cái điều đó thể hiện thông qua việc là công ty đã tổ chức đào tạo với một quy mô rất lớn, với hơn 4.000 giờ đào tạo, thể hiện hết 72 quy trình cho 100 dự án và 20 phòng ban. An toàn lao động luôn là yếu tố hàng đầu được Central chú trọng, đảm bảo đúng các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng, sức khỏe và lao động nghề nghiệp theo chuẩn quốc tế. Với năng lực thi công không ngừng được nâng cao, tài chính an toàn, hệ thống nhà cung cấp, nhà thầu phụ chất lượng cao, Central luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng top Việt Nam và quốc tế khi giao thầu những dự án lớn, đòi hỏi cao về kỹ thuật, thẩm mỹ, tốc độ thi công nhanh chóng và an toàn như chủ đầu tư Hòa Phát, Vingroup, Recorp, Masterise Homes, khu nghỉ dưỡng Alma Resort từ chủ đầu tư Israel, nhà xưởng công nghiệp BW của Warburg Pincus, Mỹ, Keppelin, Singapore, CP Group Thái Lan, Tokyo, Nhật Bản, khách sạn 6 sao Fairmont của Accor, khách sạn Marriott. Central luôn đồng hành với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ, các tổ chức tài chính có quy mô lớn, huy động nhanh chóng các nguồn lực từ đối tác, đáp ứng mọi nhu cầu từ phía chủ đầu tư trên tinh thần hợp tác cùng phát triển. Năng lực triển khai và chất lượng thực thi MEP, nội thất Landscape của Central được khẳng định qua nhiều dự án và được chủ đầu tư đánh giá cao. MEP điển hình là dự án UOA. Vin Holidays Hotel, BW Industrial, Empire City, nội thất điển hình là dự án Trường học quốc tế MRC Nam Long, Gateway Thảo Điền, Alma Resort, Empire City. Landscape điển hình là dự án Vinpearl Nam Hội An, Grand World Phú Quốc, Vinhomes Grand Park, Westin, nhà mẫu Global City. Trong năm 2022, Central trúng thầu 12 dự án, đã giữ vững mục tiêu và được chủ đầu tư danh tiếng tin tưởng. Dự án Trung tâm Phức hợp Điều hành An ninh mạng và Công nghệ cao A05 tham gia dự án với vai trò Design and Build, Central đã được tín nhiệm để thực thi và hoàn thành dự án quan trọng ở ngay trung tâm thủ đô Hà Nội, quy mô 3 tầng hầm và 21 tầng cao. Khách sạn 5 sao Marriott ngay quận Tây Hồ, thủ đô Hà Nội, quy mô 4 tầng hầm và 27 tầng cao. Khách sạn 6 sao Fairmont, thủ đô Hà Nội, được sở hữu bởi tập đoàn Accor, là một trong những tập đoàn khách sạn và quản lý vận hành hàng đầu thế giới, quy mô 4 hầm, 8 tầng cao, với 241 phòng và các tiện ích phụ trợ. Vinhomes Ocean Park Hà Nội, rộng 420 hecta, là đại đô thị đẳng cấp quốc tế mang phong cách Singapore. Central đảm nhận thi công hai tháp với 32 tầng cao thuộc phân khu The Pavilion. Vinhomes Green City Hưng Yên là đại đô thị kiểu mẫu, đa dạng về sản phẩm nhà ở, thương mại, dịch vụ. Central là tổng thầu thi công phân khu sàn hồ 194 căn và phân khu đảo dừa 437 căn. Nhà máy Hòa Phát Dung Quất Quảng Ngãi là nhà máy sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á. Central tham gia ở các hạng mục quan trọng, nhà máy thiêu kết, nhà máy vê viên, nhà máy vôi xi măng, đặc biệt ống khói nằm giữa khu phun khử khói cao 120m. The Estuary Tuyên Sơn Đà Nẵng là tổ hợp trung tâm thương mại kết hợp khu căn hộ cao cấp, tọa lạc vị trí đắc địa ngay cầu Tuyên Sơn, trung tâm quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, với quy mô đất lên đến 1,82 hectare. Y Thao 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều cao 62,450m, sàn tầng điển hình 3.750m², quy mô 6 tầng hầm với diện tích 5.000m² và 16 tầng nổi. Khu đô thị The Global City tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, quy mô 117 hectare, dự án được các chuyên gia, nhà đầu tư đánh giá cao bởi lợi thế vị trí địa lý, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội tại khu vực phía đông thành phố, CFA lên đến 698.674m². The Beverly Solari tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Central tiếp tục đồng hành cùng chủ đầu tư Vinhomes trong vai trò là nhà thầu chính, 4 tháp, The Beverly Solari, 34-39 tầng cao, CFA 291.860m². Santo Residence, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh,
Central là tổng thầu Design and Build. Đây là dự án căn hộ cao cấp đầu tiên tại khu đô thị xanh kiểu mẫu phố Đông Village, được thiết kế theo nguyên lý sinh thái, tôn trọng môi trường và phát triển bền vững. Quy mô 3 tháp 21 tầng cao. Điểm du lịch nghỉ dưỡng núi Hoa Đà Lạt, rộng 5,7 hectare. Quy mô Central thi công khu biệt thự và phụ trợ. Bước sang năm thứ 6 và hành trình 5 năm kiến tạo dựng xây, mỗi con tim Central mang trong mình hai chữ: quyết tâm và tự hào. Tự hào khi thương hiệu tổng thầu xây dựng Central có mặt khắp ba miền đất nước, ghi dấu với hàng loạt dự án danh giá, đẳng cấp. Dấu ấn Central tại khu vực miền Bắc: Vinhomes Riverside The Harmony, Hope Residence, Vinhomes Smart City, Chadwick International, Trường Đại học Phenica, dự án Sun Forest là tổ hợp căn hộ cao cấp đẳng cấp nhất của EcoPark, là nhà trong vườn, vườn trong mây, tổng giá trị hợp đồng lên đến 1.650 tỷ. Dấu ấn Central tại khu vực miền Trung: dự án Vinpearl Nam Hội An, Anma Resort được xây dựng trên diện tích 30 hectare, dự án duy nhất tại bãi dài Cam Ranh, quy tụ được những thương hiệu về thiết kế và quản lý hàng đầu thế giới, được sự đánh giá cao từ chủ đầu tư và thị trường. Điện gió Lợi Hải 2 và Phú Lạc 2, Vega City, dấu ấn Central tại khu vực miền Nam, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, MWG Head Office, UOA Tower, CMC Creative Space, Empire City, dự án trở thành tiêu chuẩn sống bậc nhất tại khu vực ngay khi hoàn thiện bàn giao đến khách hàng. Empire City trở thành điểm nhấn và biểu tượng của toàn khu sau khi cầu Metropole Thủ Thiêm 2 đi vào hoạt động. The Metropole, đây là dự án trọng điểm tại khu vực Thủ Thiêm rộng 7,6 hectare, ba tòa tháp tại The Crest Residence với tổng diện tích sàn lớn nhất trong toàn khu. Khu đại đô thị quận 9 rộng gần 400 hectare, Central là một trong những tổng thầu có khối lượng thi công lớn nhất trong toàn khu tham gia ở cả hai đại dự án. Vinhomes Grand Park với 12 tòa tháp, 357 biệt thự. Mastery Centerpoint với 5 tòa tháp, 3.000 căn hộ. Thảo Điền Green, BW là một trong những thương hiệu logistics toàn cầu của Hoa Kỳ. Central góp mặt vào chuỗi dự án của BW tại Việt Nam. BW Thới Hòa, quy mô 5 nhà máy, CFA 75.000m2. BW Nhân Trạch Kim Trúc, quy mô 6 nhà xưởng, 77.913m2, thời gian bàn giao tháng 12 năm 2022. Haruka Midori Park, Becamex Tokyo. Happy One Central. Astro City, CP Office Building, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, cụm nhà máy Hòa Phát Phú Mỹ. Central vô cùng tự hào khi đồng hành cùng chủ đầu tư Hòa Phát tại ba dự án trọng điểm của tập đoàn: nhà máy sản xuất container 27 hectare, nhà máy sản xuất thiết bị cơ khí 6 hectare, nhà máy tủ đông tủ mát 10 hectare. Tram Resort Long Hải, tại Côn Đảo xa xôi, Central cũng đã đặt dấu chân của mình với dự án Staff House Côn Đảo. Tại khu vực Long An, Waterpoint Nam Long, Westlake Golf and Villas, dấu ấn Central tại đảo Ngọc Phú Quốc, Grand World Phú Quốc. Tại đây, Central đã thần tốc chinh phục dự án với vai trò tổng thầu xây dựng và MEP lên đến 1.900 phòng tại ba cụm khách sạn:
VinHolidays Fiesta, VinHolidays Infinity, Boutique. Ngoài ra còn thi công ở hạng mục cổng chào, nhà gỗ tech đi, khu vui chơi game indoor. Ấn tượng nhất, tại đây Central đã ghi dấu ấn với dự án thủy cung lớn nhất Đông Nam Á VAP, quy mô rộng hơn 16.000m2, thuộc top 5 thủy cung có bể lớn nhất thế giới và là nơi sinh sống của 300 loài với gần 255.000 cá thể. Đó là những dấu ấn ba miền của Central. Chúng tôi viết nên câu chuyện hùng ca đầy tự hào trong suốt hành trình 5 năm vừa qua và tương lai. Khiêm nhường, can đảm, ham học hỏi, đó chính là bản sắc của chúng ta. Những người Central quả cảm, sự bền bỉ và kiên định với mục tiêu đặt ra, dấn thân theo một hướng khác biệt. Trở thành tổng thầu xây dựng và MEP hàng đầu Việt Nam và khu vực là điểm đến của những kỹ sư nhiệt huyết, là sự lựa chọn đầu tiên của khách hàng và đối tác. Central, xây dựng niềm tin, kiến tạo giá trị.